Trước khi nhìn những bức tranh tạo nên từ cánh bướm này, có lẽ ít ai ngờ rằng cánh bướm có thể kể biết bao câu chuyện về cuộc sống như thế. Đó là nét rêu phong của những ngôi nhà cổ kính, là tà áo dài của nàng thiếu nữ, là sắc vàng hoa phố. Từ nhỏ, chị Nguyệt Ánh đã yêu bướm và mong muốn được lưu giữ lại vẻ đẹp vốn dĩ rất mong manh ấy vào tranh. Cũng được gọi là tranh, nhưng tranh bướm không được vẽ nên từ cọ, từ màu, mà đó là sự sắp xếp khéo léo của những cánh bướm theo một chủ đề nào đó. Tất cả các loại bướm bướm mình đều có thể đưa vào tranh, bởi vì trên từng con bướm thì nó đã chia thành những cái mảng màu khác nhau. Và trên một cái cánh bướm thì tùy theo cái vị trí nào mình có thể sử dụng cái màu nào. Để tạo ra được những bức tranh bướm thì phải có được nguyên liệu đầu tiên chính là bướm. Không thể mãi phụ thuộc vào bướm trong tự nhiên. Chị Ánh nghĩ mình phải tự nuôi bướm để chủ động được nguồn nguyên liệu. Chị tự làm một vườn nuôi bướm ở nhà, tự tìm hiểu những đặc tính sinh học của bướm để có cách nuôi cho phù hợp. Mình có một cái sản phẩm bướm bướm thì mình lại theo cái vòng đời tự nhiên của nó, đó là mình cho con bướm nó đẻ trứng và từ cái trứng nó mới nở thành con sâu. Và mình sẽ nuôi con sâu, sau đó thì con sâu nó tự làm tổ. Tranh cánh bướm gồm những chủ đề khác nhau như chân dung, phong cảnh, tranh tôn giáo, con vật hoặc mô phỏng lại những bức danh họa. Sự sắp xếp tưởng chừng như khô cứng, hóa ra lại vô cùng mềm mại. Tưởng chừng tĩnh lặng, hóa ra lại sống động không ngờ. Ở bên Nga, tôi chưa từng thấy bức tranh đẹp như thế này bao giờ. Tôi cũng đã đi du lịch ở nhiều nơi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy kiểu tranh như thế này. Công việc này đòi hỏi sự kiên trì và cẩn thận rất cao. Tôi rất là thán phục trước vẻ đẹp của những bức tranh này. Giờ đây, tranh bướm đã trở thành món quà độc đáo mà Đất Bảo Lộc gửi tặng cho du khách gần xa. Và công việc của chị Nguyệt Ánh là ngồi đây chắt chiu vẻ đẹp của bướm và lưu lại khoảnh khắc đẹp nhất của chúng cho cuộc sống này.